Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bác đã trở lại với đồ gỗ sáng trang Luxury. Và em sáng đến từ đồ gỗ Hương Mạc Phù Khê Từ Sơn Bắc Ninh, là một trong những cái thương hiệu làng nghề đồ gỗ vô cùng đặc biệt và cũng là một cái thương hiệu rất lớn của nước Việt Nam mình. Và trước mắt các bạn, đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời mà đồ gỗ sáng trang Luxury làm trên nền tảng, đó là một chất liệu gỗ hương Nam Mỹ. Đến với dòng gỗ hương Nam Mỹ thì các bác cảm nhận được đây là một dòng gỗ đanh cứng, tôm gỗ rất mịn. Và đặc biệt sản phẩm thì cực kỳ đều màu, chất gỗ rất đanh, thế nên là cái độ bền nó rất là lâu dài. Đấy, xét về giá trị thì gỗ hương Nam Mỹ và gỗ hương Lào thì gỗ hương Nam Mỹ nó gần tiệm cận với gỗ hương Lào các bác ạ. Và đây là một bộ sản phẩm án gian ban thờ được cơ sở bên em làm trên nền tảng, đó là gì? Toàn bộ chân là chân 14 các bác ạ. Và sau đây em sáng sẽ đi vào những cái thông số kỹ thuật cũng như chi tiết của sản phẩm để các bác có thể hiểu nhiều hơn về những sản phẩm như này. Và với tinh thần dân tộc là một người con thì làm những cái án gian ban thờ nó thể hiện được cái tính hiếu đạo của mỗi một người con hướng về tổ tiên của mình. Thì tùy vào mỗi một gia đình người ta lựa chọn cái phân khúc cũng như là lựa chọn cái kiểu dáng. Thì đây là một cái sản phẩm mà bên em sáng làm trên nền tảng cho một bác khách đã tin tưởng đặt hàng. Thì các bác biết rồi đấy, với dòng án gian ban thờ chân 14 này thì một cái không gian phòng thờ thì các bác cũng phải xác định nó phải tương đối lớn. Bởi vì đây là một bộ sản phẩm bao gồm 4 món các bác ạ. Chính giữa đây là một chiếc ban. Chiếc ban này có thông số kỹ thuật, có chiều dài cơ sở là 2m17, chiều sâu là 1m07 các bác ạ. Và toàn bộ là chân 14, chân là chân hoàn toàn là chân sỉ, không có tâm các bác ạ. Gỗ cực kỳ đẹp từ trong ra ngoài. Đến với đồ gỗ sáng trang Luxury thì các bác sẽ sử dụng những sản phẩm đồ gỗ tuyệt vời nhất của khu vực làng nghề em. Đấy là một cái điều mà em sáng nói luôn cho các bác, để các bác khi mà xem video của em sáng cũng là xem tham khảo tất cả những cái sản phẩm của mọi người, thì các bác sẽ cảm nhận được cái sự chân thật của sản phẩm mà em sáng mang lại cho các bác. Thì các bác thấy này, với cái ban này thì dòng hương Nam Mỹ thì mặt này là mặt em sáng ghép đôi các bác nhé, mặt ghép đôi như cùng một cây gỗ đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm hai cái tam cấp ở trên đấy, hai cái cấp nhỏ đấy. Thì đây là tam cấp này, một cấp, hai cấp, ba cấp. Thì cái này thì do là mỗi một cái gia đình người ta set up cái phòng thờ làm sao khi người ta để cái bát nồi hương rồi để những cái phụ kiện đấy, thì mọi người set up tùy theo cái mỗi lối của mỗi gia đình các bác ạ. Và đây là bên hồi của sản phẩm này các bác thấy này, bên hồi của sản phẩm thì bên em làm toàn bộ đấy, toàn bộ những cái vai này, những cái vai này là vai xẻ rất dày lên và bo nó lẩy được cái vai các bác ạ. Đấy, cổ chỉ thì đục các bác nhé, đục. Và cái ban này là ban chuyện rơi các bác ạ, án gian ban thờ chuyện rơi các bác nhé, án gian ban thờ chuyện rơi. Thì thông số kỹ thuật của một chiếc ban con thì các bác biết rồi đấy, cái ban con này bên em sáng làm thì thường thường những cái ban con này là mọi người hay làm, đó là để khi mình nhét xuống dưới cái ban to này này đấy để cho gọn gàng. Như gia chủ em sáng đặt thì đặt cái ban con này nó cao lên, người ta không xác định là người ta để dưới các bác ạ. Cái ban con này thì có thông số kỹ thuật, đó là chiều dài 1m07, chiều sâu là 68 phân. Hàng toàn bộ là hàng còn để nguyên mộc các bác nhé. Riêng em sáng làm đồ, tất cả các sản phẩm là quay trực tiếp tại xưởng của mình luôn các bác nhé. Đấy, nếu các bác có nhu cầu qua trực tiếp tại nhà em sáng tại địa chỉ Hương Mạc Phù Khê Từ Sơn Bắc Ninh để được chiêm ngưỡng sản phẩm cũng như để được em sáng giới thiệu về những sản phẩm đồ gỗ khác các bác nhé. Mặt tiền của sản phẩm thì các bác biết rồi đấy, vẫn những lối truyền thống, những lối truyền thống mà em sáng đục. Cái dạ này là dạ rơi thì các bác này, đấy dạ rơi, đấy dạ rơi. Còn đây là giữa đây thì đục hoa đào. Còn đây là đục hoa đào, hoa mai các bác nhé. Đấy, thì đây là lối đục dòng hóa các bác ạ, đục dòng hóa. Thì toàn bộ những cái chi tiết mọng thì các bác cực kỳ yên tâm, em sáng quay luôn cho các bác này. Đấy, từ những chi tiết mọng này, mọng mòi, tất cả đều là mọng liền hết các bác ạ, đều là mọng liền. Hàng tháo lắp các bác nhé, hàng tháo lắp. Ở dưới đây thì em sáng có chạy thang hét rồi các bác ạ, thang hét cực kỳ chắc chắn, quá chắc chắn luôn với những sản phẩm như này. Thì đây là một cái sản phẩm mà em sáng làm rất nhiều rồi. Nếu các bác có nhu cầu cứ qua kênh YouTube đồ gỗ sáng trang Luxury, các bác sẽ được xem và trải nghiệm rất nhiều các sản phẩm án gian ban thờ mà em sáng đăng trên kênh của mình các bác. Thì đến với mỗi một vị khách đều là một cái hữu duyên mà em sáng làm đồ cho các bác. Đây các bác thấy này, đây là cái tam hai cái tam cấp này ấy, thì là em sáng làm nhấc lên này. Đấy, nó rất đơn giản thôi, rất đơn giản nhưng nó rất chắc chắn các bác ạ. Không cần thiết là mình phải làm chốt đây đâu, bởi vì cái này nó rất nặng các bác ạ. Khi mình đặt bát nồi hương lên thì bản thân nó cũng giữ rồi các bác ạ. Và đây là một cái sản phẩm hết sức tuyệt vời các bác nhé. Khung tranh này thì em sáng làm này. Đấy, khung tranh này đạt tiêu chuẩn dày 5 phân các bác nhé, dày 5 phân. Bình thường hàng tiêu chuẩn mọi người làm dày 4 phân rưỡi đã là hàng đẹp rồi, nhưng riêng em sáng làm bao giờ vậy, cái sản phẩm đã chất lượng
thì từ trong ra ngoài, từ những cái chi tiết nhỏ đến những chi tiết quan trọng nó đều phải đẹp các bác ạ. Vân màu thì các bác hết sức yên tâm, bởi vì với dòng hương Nam Mỹ em sáng lựa những cây gỗ vân màu cam, màu hồng để làm sao khi các bác hoàn thiện đồ ấy. Đấy tại sao em sáng lại phải lựa màu, bởi vì khi mình hoàn thiện đồ ấy, thì cái yếu tố màu nó rất quan trọng. Với dòng hương Nam Mỹ này thì các bác có thể chọn hai cái cách hoàn thiện, một là các bác đánh vectly, hai là các bác phun PU. Thì với mỗi cách hoàn thiện thì cách nào cũng đẹp, cách nào cũng rất hết sức quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là cái người làm cho các bác, người ta hoàn thiện phải kỹ các bác ạ. Đặc biệt là những cái ô này này, những cái ô này nó đục máy các bác ạ. Thế nên là khi mình hoàn thiện á, mình phải lấy lạo mình vét sửa thật kỹ vào, nó thật trong hàng vào. Cái thứ hai là đây là những chi tiết này, khe kẽ này các bác này. Đấy, những cái khe kẽ này, đây là hàng mộc thì em sáng quay luôn hàng mộc để các bác biết. Đây là em sáng chưa lạo nha các bác nhé, chưa lạo. Khi nào sản phẩm này xong, em sáng bắt đầu mới cho thợ của mình lạo gọt tỉa tót lại. Đấy, sạch sẽ từ những khe kẽ từ trong ra ngoài, lúc đấy bắt đầu mới vào công đoạn đánh dây giáp các bác nhé. Thì với những sản phẩm này, đặc biệt là những sản phẩm ban thờ An Gian thì là một trong những sản phẩm mà em sáng làm rất nhiều rồi. Thế nên là khi mà các bác lựa chọn những cái sản phẩm đẹp, những sản phẩm tốt ấy đến với em sáng là một điều rất may mắn mà em sáng được phục vụ các bác. Và một lần nữa, đồ gỗ sáng trang Naxedi xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng cơ sở bên em. Nếu các bác cảm thấy những sản phẩm mà em sáng làm có ích, hãy vui lòng qua kênh YouTube đồ gỗ sáng trang đăng ký kênh để sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em. Và một lần nữa, chào thân ái.